Phận đời cơ cực và lận đận của nghệ sĩ Quyền Linh, tình đầu với Trịnh Kim Chi tan vỡ. Ít ai có thể ngờ rằng phía sau cuộc sống giàu sang và hạnh phúc hiện tại của Quyền Linh lại là một quá khứ lam lũ đầy vất vả của anh. Các khán giả trung thành với màn ảnh nhỏ hiếm ai không nhớ mặt nam diễn viên Quyền Linh. Hình ảnh nam MC trong chương trình Vượt Lên Chính Mình đã khiến anh nhận được sự yêu mến của khán giả khắp nước. Cũng từ đây, khi nghĩ đến Quyền Linh, người ta luôn hình dung thấy một người đàn ông chân chất và gần gũi, người luôn sẵn sàng gian lận để giúp những người nông dân tham gia chương trình thắng thêm một chút tiền bằng cách bấm thêm giờ cho họ. Lòng trắc ẩn, sự thấu cảm và việc giúp đỡ hết mình những người nông dân nghèo khó khiến anh được nhiều người yêu mến. Mọi người càng thêm yêu quý khi biết Quyền Linh cũng có một quá khứ nghèo khổ cơ cực. Để có được thành công như ngày hôm nay, anh đã nỗ lực hết mình và trải qua nhiều nỗi cay đắng cả trong sự nghiệp lẫn tình yêu. Sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo khổ, Quyền Linh đã đi lên bằng chính đôi chân của mình. Anh luôn trân quý những gì đang có trong hiện tại vì đã từng nếm qua mùi tuổi cực của phận nghèo. Từ khi mở mắt chào đời, anh chưa một lần nhìn thấy mặt cha. Mẹ con anh sống lầm lũi cùng nhau. Đến khi mẹ anh đến với cha dượng, gia đình anh lại càng thêm túng quẫn. Cả nhà anh tám miệng ăn, chen chúc nhau trong một căn chòi giữa ruộng. Tiền ăn còn không đủ thì lấy tiền đâu mà cho cả sáu anh em ăn học. Thế là em trai của anh phải nhường lại suất đi học của mình cho anh. Ngày đó, không hiểu anh chàng nông dân chân lắm tay bùn như anh lại mơ làm diễn viên. Cái nghề khó khăn, muốn thành công không dễ, còn phụ thuộc vào may rủi. Song tuổi trẻ hăng hái, Quyền Linh hăm hở khăn gói lên thành phố ăn học sau khi tốt nghiệp phổ thông và đậu vào trường sân khấu điện ảnh. Tuổi trẻ không đẹp như mơ, mọi thứ không dễ dàng như anh tưởng. Vì không có tiền nên anh phải làm đủ thứ mọi công việc để mưu sinh và để bám trụ lại cái chốn thị thành phồn hoa này. Anh làm tất tần tật công việc nào có thể kiếm được, từ giữ xe, chạy bàn, bơm hơi xe đạp cho đến lượm ve chai, nhặt lông vịt. Đến bây giờ nhớ lại, anh vẫn bùi ngùi. Linh không nhớ nổi mình đã tủi phận bật khóc bao nhiêu lần trước cổng chợ mùa mưa. Tốt nghiệp ra trường, anh không thể kiếm nổi một việc làm. Có một thời gian anh phải trở về quê làm ruộng, nhưng sau đó lại quành ngược lên Sài Gòn vì chẳng có gì để ăn để sống. Anh xin diễn các vai quần chúng ở khắp các đoàn nghệ thuật, từ đoàn hát cho đến đoàn làm phim truyền hình. Anh diễn vai quần chúng nhiều đến nỗi nhẵn mặt. Có lần một đạo diễn đã từ chối anh vì sao mặt thằng này làm phim nào cũng có nó. Cơ hội đến với anh trong một lần may mắn khi được kỳ nữ Kim Cương gọi đi thế vai cho một nhân vật phụ trong vở kịch nổi tiếng Lôi Vũ. Từ đây, anh được giao nhiều vai diễn quan trọng hơn và xuất hiện rất ấn tượng trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Khát Vọng Sống, Người Hà Nội, Đồng Tiền Sương Máu, Gió Qua Miền Tối Sáng và cái tên Quyền Linh cũng đi vào lòng công chúng như thế. Mối tình đầu với Trịnh Kim Chi tan vỡ vì nghèo. Đến bây giờ, nhiều người vẫn còn nhớ đến mối tình một thời của Quyền Linh và Trịnh Kim Chi. Không phải vì cả hai đều nổi tiếng, mà vì đây là một mối tình đẹp nhưng dang dở, kết thúc trong đau đớn. Công chúng vẫn luôn cho rằng nàng Á Hậu đã bỏ anh chỉ vì anh nghèo khó, chỉ vì là một diễn viên có ít tên tuổi, không nhà lầu, không xe hơi. Miệng lưỡi người đời lúc đó độc ác đã nói về anh như thế này: trời ơi, lấy thằng đó thì làm gì để sống? Mặc dù nó nổi tiếng nhưng nó không có nhà, không có xe, lại có một đống em út dưới quê. Và quả thực, mối tình 10 năm của hai người tan vỡ vì cái nghèo. Nhưng không giống như lời đồn đại ác ý là chị Trịnh Kim Chi bỏ anh vì tham phú phụ bần. Tất cả cũng chỉ vì gánh nặng cơm áo gạo tiền. Tuổi trẻ của cả hai, ai cũng phải lao đầu vào công việc, phấn đấu từng ngày để đi lên, để có thể thoát khỏi cái nghèo khó. Song khi được cái này thì mất cái kia. Loay hoay bao năm, khi cả hai đều thành công quay lại thì thấy mình đã đánh mất đi tình yêu đẹp đẽ. Anh từng tâm sự rằng cô ấy đạt giải Á Hậu Việt Nam xong thì liên tiếp có những chuyến đi nước ngoài, rồi làm người mẫu, chụp ảnh. Tôi thì bận rộn với việc đóng phim, nhiều khi ở ngoài Bắc nhiều hơn trong Nam. Đến lúc tôi trở về Nam thì cô ấy lại ra Bắc. Khi tôi về Bắc thì cô ấy lại vào Nam. Tôi ở miền Nam thì cô ấy ở miền Trung.
Và cứ thế, anh chị xa nhau dần, cuối cùng thì tình cảm tan vỡ. Bây giờ, cả hai người đều có gia đình riêng và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Khi người ta nhắc lại mối tình cũ của mình, Quyền Linh chỉ cười cảm thán. Tại sao lúc mình chưa có gì hết thì cô ấy thương mình, nhưng chuẩn bị ngóc đầu lên được thì lại chia tay? Âu cũng là do duyên phận. Mãi sau này, khi gặp người vợ của mình, anh mới hiểu ra ông trời đã sắp đặt cho anh một người phụ nữ định mệnh khác, người đã mang lại cho anh một mái ấm thực sự. Vợ anh, một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, đã khiến anh cảm thấy cuộc đời mình như vậy là đủ đầy. Khổ tận cam lai, giờ đây anh chẳng mong gì khác hơn là mỗi ngày sau khi làm việc, có thể trở về với gia đình, với vợ và hai cô con gái ngoan ngoãn.